Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Trời Elect. Ngày hôm nay thì Bảo Trời Elect muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những dòng loa trong phân khúc Bass 30 của loa BK. BK là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh giải trí đến từ Nhật Bản. Và sản phẩm mà ngày hôm nay Bảo Trời Elect muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là mã số BK-BS999X. Và dòng sản phẩm này có điều gì đặc biệt thì ngay bây giờ tôi và quý vị và các bạn cùng khám phá chiếc loa này nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elect. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và ngay cạnh tôi đây đó là chiếc loa BK-BS999X. Như quý vị cũng nhìn thấy, chiếc loa này được thiết kế với tổng thể là một màu đen. Về phần mặt trước thì quý vị cũng nhìn thấy loa được thiết kế với ecang được làm bằng kim loại, sơn tĩnh điện giúp cho sự chống han rỉ được tốt hơn. Về phần mặt trước này quý vị nhìn thấy logo BK được thiết kế màu vàng. Thùng loa thì được làm từ gỗ ép cao cấp và được phủ một lớp sơn Verlin. Điều này giúp sản phẩm được bóng hơn cũng như là giúp cho quý vị có thể lau chùi sản phẩm được dễ dàng hơn và tránh được hạn chế tối đa các chảy xước. Và phần trên đỉnh loa thì có hai ốc bắt giá loa. Và kích thước của chiếc loa BK-BS999X này, kích thước chiều rộng đó là 580 nhân chiều cao đó là 348 và chiều sâu là 366mm. Như quý vị cũng nhìn thấy, mặt sau của chiếc loa BK-BS999X này cũng khá giống với các dòng loa khác của BK thôi. Về đầu tiên đó là mã sản phẩm này và các thông số về công suất này. Tiếp đến đó là cọc đầu lối loa được làm bằng đồng màu vàng rất là đẹp mắt, và các cảnh báo của nhà sản xuất này. Và đây là một chiếc tem nhỏ để quý vị có thể check mã code. Vừa rồi tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn về tổng thể về bên ngoài của chiếc loa BK-BS999X này. Còn bây giờ tôi và quý vị cùng khám phá về cấu tạo bên trong của sản phẩm này nhé. Cấu tạo bên trong của chiếc loa BK-BS999X này gồm có một loa bát 30cm và 4 loa chép 7,7cm. Và công suất của loa đạt trung bình từ 350W và max đến 1400W. Đây là cặp loa có công suất là khá là lớn so với các dòng loa toàn giải khác. Ở phần mặt trước này quý vị cũng có thể nhìn thấy đó là logo BK. Đây là tem 7 màu chống hàng giả của BK. Và hai lỗ thông hơi ở hai bên. Vừa rồi tháo chiếc bát loa của loa BK-BS999X này, thì quý vị cũng nhìn thấy màng loa được làm giấy cao cấp của Nhật Bản. Và đặc biệt là cái gân loa này được làm bằng vải cao cấp, giúp cho cái gân loa này được bền hơn cũng như là giảm sự méo tiếng của loa. Và bên trong này thì có cái logo của BK được dập ở trên màng loa này. Và ở đằng sau của loa thì hãng ghi rất rõ là thông số là thương hiệu loa BK này và mã số của củ bát loa này. Và mặt trước của chiếc loa tép này thì cũng có logo của BK này. Và trên cái phần lón này thì có một cái lỗ rất là nhỏ giúp cho để thông hơi, quý vị hãy ấn vào đây nó không bị móp xuống. Và bây giờ tôi sẽ quay ở phần phía sau của loa tép này. Như phần sau của chiếc loa tép này thì quý vị nhìn thấy đây là nam châm kép giúp cho tiếng tép đánh được sâu và sắc tiếng hơn. Và cũng có ghi các thông số của loa tép này. Thùng loa thì làm phân tần này và các đường dẫn ra loa tép và loa bát và hai miếng bông thủy tinh để giúp tiêu âm cho loa. Vừa rồi tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn cấu tạo bên trong cũng như là thiết kế bên ngoài của sản phẩm loa BK-BS999X này. Với công suất của chiếc loa đạt từ 350W khi sử dụng chương trình và max lên đến 1400W thì quý vị có thể sử dụng kết hợp với âm ly 506V Bluetooth hoặc là 506V Limit, cũng như quý vị có thể kết hợp với dòng cục đẩy vang số có công suất từ 500 đến 1000W thì quý vị có thể lựa chọn các dòng cục đẩy vang số như là BCE. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chỉ chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim yêu em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai răng với lý hào sơn, lo cho mai với những địa lối đã bao vây, mau anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ.
trà sông đã lay khi xanh lỡ sông núi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào, vui cùng ruộng nước cùng đàn trâu, với cây đa khóm chung hàng câu, với con đê có chiến cầu tre. Đã bao lần vắng chân anh nên trở thành hoang phế sông rêu. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sáng tăng nhà em. Chúng ta cùng thưởng thức chất âm của chiếc loa Bika BS999X này. Cặp loa này phù hợp với không gian từ 25 cho đến 30m2, với mức giá là 11.500.000 đồng. Thì đây là một mức giá khá là hợp lý đối với phân khúc Bass 30 đến từ thương hiệu Nhật Bản. Nếu quý vị quan tâm đến dòng sản phẩm loa Bika BS999X này thì quý vị hãy gọi điện ngay đến số chăm sóc khách hàng của Bảo Châu Elec 1900 0255, hoặc truy cập website bảochoelec.com. Quý vị đừng quên like và nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,